vô ở đây quy định là những quy định như vậy, vô có giữ chân này mình phải nói từ đầu nha, chứ hôm nay mai vô theo mình ra làm một hai tháng rồi mình mới giữ chân á, người ta nói là lúc trước sau em mới vô anh không có nói, là cảm xúc nó bị mất đi, không rõ ràng từ ban đầu. Nhưng mà nó nói ở đây này, mỗi tháng ở đây quy định bên anh á, mỗi tháng sẽ giữ chân 500.000 thôi hoặc là 1.000.000 thôi, và anh giữ chừng nào đủ một tháng lương của em. Vì ở đây là gì, anh cần phải giữ đủ một tháng lương của em, vì bên anh á làm việc mà đầy đủ năm á thì Tết được thưởng tháng lương thứ 13, nên tất cả nhân viên đều giữ một tháng lương hết. Nhiều á thì giữ nhiều mà ít thì ít, anh chỉ giữ đủ một tháng lương thôi, mỗi tháng anh chỉ giữ một ít thôi, một phần mười hoặc là 2/10 lương của em thôi. Người ta dễ chấp nhận không? Dễ chấp nhận hơn không ạ? Giữ 1/10 lương ra anh hưởng gì không? Nhưng mà đây này, ở đây là win-win hết. Ở đây gì? Thứ nhất không ảnh hưởng tới kinh tế nhà em, được không? Nhưng ở đây em muốn nhận tháng lương thứ 13 không? Còn nếu ở đây á, nếu mình giữ như vậy mà người ta không ok á, cái đây này, cái tư duy này, nếu mình giữ 1/10 lương người ta không chịu á, thế này kia là xác định cho người ta ngưng đi. Vì người ta đã xác định là người ta vô làm thử thôi, người ta xác định vô đây đỡ học hỏi thôi, hay vài tháng rồi nghỉ ra mở tiệm, tìm hiểu môi trường này như thế nào thôi. Người ta không xác định làm lâu dài, còn làm lâu dài á, giữ 5 tháng lương, mỗi tháng có 500.000 à, hay là giữ đủ tháng lương à, mỗi tháng có 500.000, 1.000.000, mà xác định làm lâu á, tiền đó cũng là tiền của người ta, nay mai người ta nghỉ, người ta báo mình đàng hoàng hết hợp đồng, mình cũng trả lại cho người ta, thì có vấn đề gì không? Mình dùng người như thế nào vô, chỉ vài câu nói là mình biết, đó là tư duy. Chứ là vô test vài câu hỏi, nói chuyện là mình biết là bạn này sẽ đi xa hay không đó. Chứ bây giờ rồi giữ 1 tháng lương nè, giữ tháng lương, lương tháng dụ như là 6 triệu hay là 10 triệu đó, giữ tháng lương, nên mà ra nghỉ mà chưa tới hợp đồng này, nghỉ nè, hay là gì, nếu mà trường hợp bất đắc dĩ người ta nghỉ hay thế này kia, báo trước cho mình 2-3 tháng để chuẩn bị nhân sự, anh sẽ xem xét, chứ không phải là báo trước 2-3 tháng rồi mình anh sẽ trả tiền lại, nhưng mà anh sẽ xét coi thử cái tình huống nghỉ của em là như thế nào. Thì người ta báo trước cho mình nè, mình chuẩn bị thợ nè, mình chủ động hơn nè, ok hơn không? Có phải không ạ? Người ta muốn nhận lại số tiền này, nhưng mà cái số tiền này mình đâu có cần, mình đâu có muốn lấy nó đâu, mình chỉ muốn giữ nó thôi. Đỡ gì nó nghĩ á, nó phải nghĩ lại số tiền này, nó nghĩ nó sẽ mất số tiền 6 triệu này, được không ạ? Nếu em làm em báo cho đàng hoàng á, trong thời gian nghỉ đó có những bạn này gửi báo nghỉ đi, xong cái lúc thời gian mà nó sắp nghỉ á, nó làm việc kiểu dạng như là nó phá mình, nó quấy rối và nó xúi giục những đứa kia thế này thế kia, nó không có làm việc giống như bình thường, số tiền này ta không trả lại nếu mình mày bỏ đó. Nếu mình làm việc đàng hoàng, làm việc giống như là ngày bình thường nọ, số tiền này anh gửi lại, và có thể nếu em làm việc lâu năm, anh có thể dành cho em một số tiền khác, gọi là tri ân em, được không ạ? Ở đây thứ nhất là số tiền này mình sẽ gửi lại cho người ta nha, đàng hoàng phải nói rõ ràng từ ban đầu, nhớ nha, tiền này anh chỉ giữ nó cho em thôi, tiền này cũng là tiền của em, khi hết hợp đồng anh vẫn gửi lại tiền cho em, được không ạ? Nhưng mà khi gặp hết hợp đồng rồi, và hết hợp đồng rồi phải như thế nào? Dạ. Chờ nó nghỉ hả? Dạ. Còn khoảng 3 tháng bắt đầu mình phải dò, được không ạ? 3 tháng phải ngồi lại với nhau, ở đây không phải là cái gì hết, phải win-win, phải ngồi lại với nhau là đàm phán hợp đồng, được không ạ? Đàm phán tới gia hạn hợp đồng tiếp. Còn nếu là gì, có cái lúc đó tới hết hợp đồng đó, đường phát nó cầm hợp đồng lên, anh ơi em hết hợp đồng rồi, gọi nó nghỉ ngang như vậy, lúc đó nó hợp đồng đó, nó có quyền nghỉ, nó được quyền lấy tiền về, được không ạ? Lúc đó đường phát nó nghỉ phát trở tay kịp không? Nhưng mà lúc 3 tháng đó mình đàm phán với nó, mình biết à, em hết hợp đồng này em chắc em nghỉ, em thế này kia, mình nói là em có muốn anh em mình, anh thấy là sắp tới nếu ký hợp đồng lại mới á, em sẽ được những chế độ này nè, đó, hưởng thêm em thế này thế kia nè. Người ta làm 5 năm rồi, tay người ta cao chưa? Cao. Kinh nghiệm người ta cao chưa? Cao. Văn hóa đây người ta đã quá rõ rồi, đúng chưa? Thì muốn giữ người ta không? Thêm chút máu của mình cho người ta chút xíu, có chết không? Không, nhưng mà giữ được nhân tài, được không ạ? Được. Nhưng mà cái người đó không phải là chỉ mức độ bình thường đơn giản thôi, tuy nhiên nè,
mình giữ được những người đó để mình lấy cái tấm gương đó để mình nói những người kia nè, tôi nè, ở tôi nè, làm việc lâu năm không nè, những anh này em thấy không, làm việc cho anh sắp 7 năm không nè, thì biết bao những người kia nhìn vào có lý do để làm việc lâu năm với mình không? Hiểu không ta? Bây giờ vô salon mà thợ toàn là mưu thợ mà vô sao thằng nói vô rất là cái năng lực vô, à, hỏi anh kia anh nào làm việc lâu năm nhất ở đây là nhiêu? 1.5 năm đó em. Lâu năm trong khi tiệm đó mở 10 năm rồi. Thế đặt câu hỏi này, người ta đặt câu hỏi, tự đặt câu hỏi cho người ta không? Phải như thế nào chứ? Thứ nhất là này, ở đây là phải sao người ta không làm việc lâu năm? Thứ nhất là chủ có ưa này, ép nhân viên này, hay là khách vắng này, hay là lương thấp này, hay là thế này thế kia này. Khi mà giữ hợp đồng làm việc như vậy, là việc có lý do để làm việc lâu năm này, thì nhân sự mình nó mới mạnh được. Còn những người làm đã lâu năm nhau thì không cần phải người ta đá mắt phải bà biết làm gì rồi. Mình chỉ cần là ho mới là biết người ta là người ta biết là cần phải làm gì rồi.